Máy băm gỗ mảnh được biết tới là dòng sản phẩm băm dăm gỗ dạng mảnh vuông vắn được rất nhiều nhà xưởng lựa chọn cũng như sử dụng bởi khả năng băm đạt tiến độ và năng suất cao. Và trong video ngày hôm nay, công ty Bình Quân chúng tôi muốn đem tới cho quý vị một phiên bản cải tiến từ dòng sản phẩm máy băm gỗ mảnh 2T, phiên bản kéo tải bằng đầu nổ, tận dụng việc sử dụng máy xử lý nhanh chóng ở mọi nơi. Giờ đây, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng máy cho năng suất tương đương so với khi được lắp đặt với hệ thống động cơ 11kW, có thể đạt năng suất đạt từ 1 đến 1,5 tấn thành phẩm trên mỗi giờ làm việc. Đây là phiên bản lắp đặt do khách hàng đặt riêng nên xuyên suốt video là quá trình thử nghiệm sản phẩm sau khi được lắp đặt hoàn chỉnh, và khách hàng cũng sẽ nhận được sự hướng dẫn trực tiếp cũng như quá trình vận hành sản phẩm dễ dàng ngay tại xưởng. Do điều kiện khách hàng không lắp được nguồn điện cấp tải 3 pha cho máy và với số lượng nguyên liệu cần phải xử lý quá lớn, máy nhỏ không thể đáp ứng được nhu cầu, nên khách hàng đã được các tư vấn viên của công ty Bình Quân tư vấn thêm về dòng sản phẩm máy băm gỗ mảnh chuyên dụng bằng các loại gỗ khô tươi thành dạng mảnh dăm vuông vắn. Và qua video thì quý vị cũng có thể thấy được quá trình vận hành không gặp bất cứ trở ngại nào. Với bộ khung và bệ máy được gia công vững chắc, quý vị thấy máy hoạt động không hề có hiện tượng rung lắc. Quá trình để vận hành máy cũng rất đơn giản, với sự kéo tải từ đầu nổ 24HB và đầu vào nguyên liệu đi vào từ toa nạp đều được máy nuốt trọn và băm nhỏ một cách dễ dàng. Nguyên liệu dù là các thanh gỗ tươi hay khô đều được giao băm băm bát với góc 45 độ và đẩy thành phẩm qua cửa xả cao. Thiết kế máy độc đáo, tân tiến và tiện lợi nên khách hàng đã rất ưng ý, cũng như khả năng mà máy đang vận hành liên tục. Và để tạo ra những thành phẩm dạng mảnh vuông thì chúng ta không thể không xem xét tới bộ dao băm của máy. Hệ thống dao băm gồm 4 lưỡi dao băm gỗ dày dặn và được tôi luyện mài rèn sắc bén, dày dặn từ hợp kim tốt nhất 9XC, đảm bảo xuyên suốt quá trình băm nghiền. Nhìn lại quá trình máy hoạt động, không biết những quý vị ngồi phía trước màn hình đây có thấy dòng sản phẩm này xứng đáng để đầu tư hay không ạ? Hãy nêu ý kiến của quý vị ngay phía dưới phần bình luận để góp ý tới quý công ty chúng tôi. Và từ trải nghiệm thực tế của khách hàng đối với dòng sản phẩm của công ty Bình Quân mà đơn hàng đã được đặt mua một cách nhanh chóng. Nếu như quý vị còn điều gì thắc mắc thêm về dòng sản phẩm máy băm gỗ mảnh 2T chạy bằng cơ chế đầu nổ 24HB tới từ công ty Bình Quân thì quý vị có thể liên hệ ngay tới số điện thoại quen thuộc đang được hiển thị phía trên màn hình. Hãy ủng hộ công ty chúng tôi bằng một lượt like hay là một lượt đăng ký kênh để quý vị có thể theo dõi thêm về nhiều dòng sản phẩm mới nữa tới từ công ty Bình Quân. Xin kính chúc quý vị kinh doanh thành công.